Sang lĩnh vực smart home. Mới đây, một vài hình ảnh về các thiết bị smart home của ViSmart đã bất ngờ được chia sẻ trên các hội nhóm chuyên về smart home của mạng Facebook. Nếu đây là sự thật, người tiêu dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng về kế hoạch muốn lấn sân sang lĩnh vực smart home của ViSmart. Qua đó, sự xuất hiện của các sản phẩm như điều hòa và tủ lạnh thông minh có lẽ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Từ những hình ảnh được đăng tải trong nhóm kín trên, có thể thấy bộ sản phẩm smart home của ViSmart sẽ bao gồm hấp tổng có nhiệm vụ quản lý các thiết bị smart home khác, công tắc màn hình hiển thị trạng thái nhiệt độ và độ ẩm mặc dù chưa chính thức lên tiếng xác nhận về thực hư của các thiết bị nêu trên song đây được xem là một nước đi phù hợp của vsmart bản thân đại diện của hãng cũng từng xác nhận rằng vsmart sẽ tham gia sản xuất các sản phẩm điện tử thông minh như smart home smart tv điều hòa tủ lạnh thông minh để bổ sung vào hệ sinh thái sản phẩm thông minh vsmart quyết định lấn sân sang lĩnh vực smart home của vsmart nếu như thành hiện thực chắc chắn sẽ vướng phải sự cạnh tranh của nhiều đối thủ lớn trong đó bao gồm nhà sản xuất xiaomi với hệ sinh thái smart home rất đa dạng phong phú ngoài ra còn có nhiều thương hiệu việt khác như điện quang bkav